Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chọn những cái lụ hoa sen mà đã đến tuổi mình can thiệp để cho nó nở, cho ra cái màu sắc đẹp như cái bông hoa mình đang quay cho các bạn xem đây. Xin chào các bạn. Hoa sen là một loài hoa nở vào mùa hè. Với những cái nắng nóng lên nhiệt độ cao của mùa hè, nhiều lúc ngoài trời là trên 40 độ. Để được có những cái bông hoa sen nở với cái màu sắc đẹp như này thì chúng ta cần phải chọn những cái lụ sen ở cái độ tuổi nào để cho ra những cái bông hoa như thế này. Nếu mà chúng ta chọn non quá thì bông hoa nở ra cũng sẽ không được đẹp. Và nếu chúng ta chọn những cái lụ già quá để cho cái bông hoa nó nở ra thì nó cũng không được đẹp. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chọn những cái lụ hoa sen mà đã đến tuổi mình can thiệp để cho nó nở, cho ra cái màu sắc đẹp như cái bông hoa mình đang quay cho các bạn xem đây. Như các bạn đã biết, sen super là một loài sen rất là đẹp và có cả hương thơm. Thì đối với lại hoa sen super này thì thông thường là chúng ta phải ép cho nó nở, phải can thiệp vào để cho cái bông hoa nó nở nó được đẹp hơn. Còn nếu mà cứ để tự nhiên thì bông hoa cũng có nở nhưng mà tỷ lệ nở sẽ không cao, và khi bông hoa nở ra thì nó cũng không được đẹp do là cái cánh nó bung rất là chậm. Nhiều khi phía bên trong cánh hoa nó sẽ bị cháy vì ung. Để mà chọn được những cái lụ mình về mình ép cho nở ra những cái bông hoa đẹp thì cần phải chọn những cái lụ ở độ tuổi nào, thì qua video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chọn cái lụ hoa sen super đạt cái độ tuổi để chúng ta ép cho nó nở để cho ra những cái bông hoa đẹp nhất. Đây là một cái lụ sen super, nhìn bề ngoài thì nó rất là to, rất là đẹp. Đấy. Khi các bạn đi mua mà các bạn thấy những cái lụ hoa sen super to đẹp như thế này thì các bạn cần phải để ý. Một là trên những cái lụ hoa to như này, đâu đó nó đã xuất hiện những cái vết đốm, những cái vết cháy đen do những ánh nắng mặt trời nó chiếu vào. Đấy. Bình thường thì nhìn cái lụ rất là đẹp, rất là to, nhưng mà khi mình ép nó nở ra, đấy, mình làm cho nó nở ra, phía bên trong một số cánh nó hay bị đen. Đấy, như cái lụ này thì nở ra mới bị chớm đen cái đầu cánh thôi. Khi mà mình làm cho nó nở ra như này thì các bạn quan sát này, đấy, đầu cánh phía bên trong đã bị đen này. Do nắng nóng quá các bạn. Sen super này thường thì không tự nở được, đa phần là mình phải can thiệp, mình hỗ trợ cho nó nở các bạn. Còn để tự nở thì chúng sẽ nở rất là chậm. Như các bạn đang quan sát đây, đang bị đen những cái đầu cánh này do nắng, do cái lụ hoa này nó không tự bung ra được. Nhìn bên ngoài thì cái lụ hoa rất là đẹp, rất là to, nhưng mà khi nở ra là bị đen cái đầu cánh này. Khi chúng ta mua những cái lụ to về mà mình ép cho nó nở ra mà cái đầu cánh nó đen như này, những cái bông hoa nở ra mà cái đầu cánh đen nó ít thì chúng ta có thể loại bỏ những cái cánh đó đi. Đấy. Bằng cách chúng ta nhổ bỏ những cái cánh cháy đen đầu đi để nhìn cái bông hoa nó sáng hơn. Còn khi mà bị nhiều quá thì chúng ta nên loại bỏ luôn cái bông hoa đó đi, vì nó bị quá nhiều rồi. Bị quá nhiều rồi, khi mà chúng ta có nhổ bỏ những cái cánh cháy đi thì cái bông hoa đó không còn bao nhiêu cánh, thì cái bông hoa đó nhìn nó sẽ tả tơi, nó không được đẹp. Còn đối với sen super này nó rất là nhiều cánh, phía bên trong này những cánh con này rất là nhiều. Chúng ta có thể tỉa bỏ một chút ít đi thì bông hoa lại đẹp bình thường ngay. Đấy. Đối với những cái lụ như thế này thì chúng ta còn nhổ bỏ đi được. Còn đối với những cái lụ mà nó già hơn thì khi chúng ta ép cho nở ra, bông hoa nó không còn màu sắc tự nhiên nữa, ở phía bên trong này nó sẽ trở thành một màu trắng.
và cái cánh này nó sẽ đen rất là nhiều. Ở đây tiếp tục mình sẽ ép cho cái lụ này lở tiếp để cho các bạn xem. Cái lụ này thì nó rất là già rồi. Mùa này ngoài cái việc thời tiết nó nắng nóng, nó bị cháy cái phía cánh bên ngoài này, thì nó còn có những cái con bọ trĩ nó tác động đến những cái lụ, làm cho cái bông hoa lở ra sẽ không đẹp. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra để cho các bạn xem. Đấy. Bông này thì cái đầu cánh nó cũng chỉ cháy có mấy cái đầu cánh thôi, thì chúng ta vặt bỏ, loại bỏ đi, bông hoa vẫn có thể sử dụng được. Nhưng cái màu sắc thì nó không còn tự nhiên nữa, do là nó đã già, nó nhiều ngày rồi. Bông hoa nó sẽ chuyển từ cái trạng thái màu hồng sang cái màu trắng. Nói chung là bông này thì chúng ta vẫn cắm được, vẫn dùng được, không phải bỏ đi. Còn đây một cái lụ rất là đẹp. Khi các bạn đi mua hoa thì các bạn chọn những cái lụ như này, quan sát bề ngoài thì là không có bị những cái vết do là bị nắng cháy, nó sẽ rất là đẹp. Và cái màu sắc của nó là màu xanh và màu hồng. Khi mà mình ép cho lở thì nó sẽ rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ làm cho nó lở để cho các bạn xem. Thì cầm điện thoại một tay nên mình làm nó hơi lâu. Mình làm thao tác bằng hai tay thì cái bông hoa lở ra thì nó sẽ đẹp hơn. Những cái lụ như này thì mình cho nó lở ra thì nó sẽ rất là đẹp. Nó vừa đạt đến cái độ tuổi để mình ép cho nó lở, bông hoa màu sắc nó sẽ rất là tuyệt vời. Màu sắc nó rất là tự nhiên. Và nó không có một cái cánh nào bị thâm đen ở phía bên trong. Do mình chọn đúng cái độ tuổi để mình ép cho nó lở. Màu sắc rất tự nhiên. Và khi chúng ta có cắm những cái bông hoa này, nó cũng được ở lâu hơn so với những cái bông hoa mà nó đã bị thâm đen cái đầu cánh mà mình đã vặt bỏ đi. Đấy, màu sắc rất là tự nhiên các bạn ạ. Đây là cái việc chọn những cái nụ sen đến cái độ tuổi để mình ép cho nó lở hoa nó rất quan trọng. Khi các bạn đi mua thì các bạn nên chọn những cái nụ hoa nào như mình vừa chia sẻ ở trên, thì về các bạn ép cho nó lở ra, các bạn cắm, nó sẽ cho các bạn những cái bông sen màu sắc rất tự nhiên và rất đẹp. Và mình cắm nó sẽ được lâu hơn. Màu sắc bông hoa nó vẫn tự nhiên như này các bạn này. Màu hồng, màu xanh nó đang xen kẽ lẫn nhau. Phía bên ngoài này, nhìn những cái cánh, nó không bị đen những đầu cánh. Và những cánh bên trong này cũng không bị sao. Nhìn bông hoa rất là đẹp. Mùa hè này thì do cái là nhiệt độ nó cao, nếu mà lấy những cái bông sen ở cái độ tuổi nó già quá thì như mình vừa nói trên là bông hoa lở ra nó sẽ không được đẹp. Và khi chúng ta cắm vào lọ nó cũng không được lâu. Nhất là mùa này đang thời điểm bọ trĩ nó đang tấn công những cây sen, nó làm cho những bông hoa sen nó sẽ không đẹp dần. Nó làm cho những cái bông hoa sen càng ngày màu sắc càng kém đi. Bông hoa sen nó sẽ không đẹp bằng cái bông hoa sen đầu mùa. Lúc này là giữa mùa hoa sen rồi, thời tiết nắng nóng, mưa nóng bất thường, nên là hoa sen sẽ không đẹp bằng những cái bông hoa sen mà ở cái thời gian đầu, khi mà cái lần nhiệt độ nó còn mát mẻ một chút thì cái bông hoa sen nó lở ra nó sẽ đẹp hơn. Và khi mình có cắm nó cũng được tươi lâu hơn so với lại cái thời điểm giữa mùa. Còn từ bây giờ trở đi đến cuối mùa thì bông hoa sen càng ngày nó sẽ càng kém sắc đi, nó sẽ không được tươi tự nhiên như là những cái tháng đầu mùa. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.